da của mình rất là khô. Da mình thường hay bị kích ứng và hay bị mẩn đỏ. Da cảm thấy rất là nặng nề và mệt mỏi, không có sức sống. Buổi đầu trải nghiệm chăm sóc da chuyên sâu ở BK mình đã nghiện luôn rồi. Da mình sáng bóng, căng mướt. Ngoài ra thì lỗ chân lông cũng nhỏ nữa. Và mình không còn bị mẩn đỏ. Mình rất ưng ý với dịch vụ này. Và thực hiện xong một buổi chăm sóc da chuyên sâu của DK, hiện tại mình cảm thấy rất là ưng ý. Những dấu hiệu như nặng nề, căng bí, mệt mỏi đã được chút bỏ hết. Hiện tại mình cảm thấy da mình rất là căng nịn, thông thoáng và tươi sáng hơn rất là nhiều. Mình thực sự không nghĩ là sẽ có những thay đổi lớn như vậy sau chỉ một lần chăm sóc da. Mình cảm thấy rất là hài lòng với cả buổi chăm sóc da ngày hôm nay. Nhận thấy rằng là cái làn da có sự thay đổi rất là rõ rệt. Da căng mịn hơn, sáng đều màu hơn. Thực sự là rất là hài lòng với buổi chăm sóc ngày hôm nay. Đẹp tự nhiên, tôi chọn DK Beauty. Nhắn tin ngay hoặc để lại số di động để được hỗ trợ nhanh nhất từ đội ngũ chuyên gia uy tín hàng đầu DK Beauty.